Mến chào các bạn yêu thích bóng đá trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số trận đấu giải vô địch quốc gia Italia, Serie A giữa Empoli với Inter Milan vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam giữa tuần này. Serie A sẽ diễn ra vòng đấu thứ 10. Inter Milan sẽ đến làm khách trên sân của Empoli. Đây sẽ là cơ hội để đội khách tìm lại niềm vui chiến thắng và cầm điểm số để quay trở lại cuộc đua vô địch mùa này. Kết quả bóng đá chỉ ra, Empoli đang thi đấu thiếu đi sự ổn định. Trong đó, Lý Azzurri mùa này có được 4 chiến thắng, tuy nhiên đã để thua cả 5 trận đấu còn lại tại Serie A. Lúc này, họ đang đứng ở giữa bảng xếp hạng với 12 điểm. Sau 2 thất bại liên tiếp, mới đây Empoli đã tìm được niềm vui. Làm khách trên sân của Salernitana ở vòng 9, Lý Azzurri đã thi đấu xuất sắc trong hiệp 1 khi dẫn trước tới 4 bàn. Dù để đối thủ vùng lên trong hiệp 2, nhưng họ vẫn có được chiến thắng chung cuộc 4-2. Bên kia chiến tuyến, Inter Milan cũng đang thi đấu khá phong phú. Dù tháng 2 trong 5 trận gần nhất, tuy nhiên Nerazzurri đã có 2 vòng đấu liên tiếp không thắng tại Serie A ở vòng 9. Họ phải tiếp đón những đội khách đang có phong độ cao. Dù dẫn trước từ sớm, tuy nhiên Inter đã để mất điểm ở những phút bù giờ và chấp nhận kết quả hòa 1-1. Đây đã là trận hòa thứ 3 mùa này của Inter Milan. Với chỉ 5 chiến thắng sau 9 vòng đấu, Nerazzurri đang xếp thứ 3 với chỉ 18 điểm, kém AC Milan và Napoli tới 7 điểm. Cập nhật tin tức bóng đá 24 giờ cho thấy Empoli sẽ thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự là thủ môn Jaco Pofulan và hậu vệ Simon Romagnoli. Trong khi Inter nhiều khả năng sẽ chưa thể có được sự trở lại của Correa và Vidal. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á. Chọn cửa trên Inter Milan trận gần nhất Empoli chấp Salernitana 0-25 bằng thắng kèo, trận gần nhất Inter Milan chấp Juventus 0-25 bằng thua 1/2 kèo. Thành tích thắng kèo của Empoli mùa này đang là không thực sự tốt. Họ chỉ có 4 lần thắng kèo và đã thua kèo cả 5 vòng đấu còn lại. Trong khi Inter có thành tích ngược lại với 5 trận thắng kèo và 4 lần thua kèo. Tuy nhiên, Nerazzurri đã thua kèo ở cả 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ở trận đấu sắp tới, Empoli được nhà cái xếp kèo dưới và được chấp 1 bàn. Nên đặt cửa trên Inter Milan. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu. Chọn siêu thống kê cầu tài xỉu của đội ngũ chuyên gia nhận định bóng đá cho thấy các trận đấu giữa Empoli và Inter Milan trong quá khứ thường có khá nhiều bàn thắng xuất hiện. Đã có tổng cộng 71 bàn thắng được ghi, tuy nhiên trong 5 lần gần nhất hai đội gặp nhau chỉ có 11 bàn thắng và chỉ có 2 trận ăn cửa tài. Hàng công của Empoli lúc này không có thành tích quá tốt khi chỉ có được 14 bàn thắng, trong khi hàng công của Inter Milan với 24 bàn thắng đang dẫn đầu Serie A. Do đó, người chơi hoàn toàn có thể chờ đợi trận tới nổ xỉu 3-2 năm. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Empoli thua trong 24 lần gặp nhau giữa Empoli và Inter Milan tính từ năm 1998 cho tới nay. Empoli tỏ ra hoàn toàn lép vế. Lý Azzurri chỉ có vỏ vẹn 2 lần giành chiến thắng và chỉ có được 2 lần cầm chân đối thủ. Còn lại Inter Milan đã có tới 20 lần ca khúc khải hoàn. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Inter Milan thắng 2-0 trong 90 phút thi đấu.